Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tọa đàm các giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong tình hình hiện nay. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì tọa đàm. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, đến nay Đà Nẵng đã trải qua 10 năm thực hiện chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về năm xây ba chống, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố. Tuy nhiên thực tế gần đây vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó trách nhiệm trong hoạt động công vụ ở một số cơ quan đơn vị còn cầm chừng, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, e ngại trong tham mưu giải quyết công việc, sợ sai trong nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, khát vọng cống hiến, động lực làm việc chưa cao. Thực tế này không chỉ ở riêng Đà Nẵng mà còn ở nhiều đơn vị địa phương khác và Trung ương, Chính phủ cũng đã chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng cũng đã tăng cường chỉ đạo cụ thể hóa. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc tổng kết chỉ thị 29 hiện nay là rất phù hợp với chủ trương của Trung ương và thực tiễn của thành phố, đi thẳng vào vấn đề người dân quan tâm hiện nay. Qua tọa đàm này để tiếp thu, lắng nghe các ý kiến góp ý, hiến kế để đánh giá toàn diện và đề ra giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, qua đó tiếp tục hoàn thiện triển khai chỉ thị 29 phù hợp hiện nay. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung trả lời 4 câu hỏi chính là các biểu hiện né tránh, đùn đẩy hiện nay là gì? Các biểu hiện đó diễn ra ở cơ quan, lĩnh vực nào? Những nguyên nhân của tình trạng trên là gì và giải pháp nào để khắc phục? Trên tinh thần đó, tại buổi tọa đàm, các đại biểu từ các sở ban ngành địa phương đã tập trung đánh giá toàn diện khách quan những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị địa phương thời gian qua, thẳng thắn nhìn nhận các mặt còn tồn tại hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục, qua đó phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.